Xin thân mến, kính chào tất cả quý khách hàng thân thương trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Máy Xúc Cần Cỏ CBN của tôi vào buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay ở trên màn hình thì chúng tôi xin được phép giới thiệu với quý vị, quý bà con nhà mình trên cả nước một cái sản phẩm, đó là Hitachi EX200 thứ 5, được sản xuất năm 97. Giấy tờ hải quan, hóa đơn xuất đủ cho quý vị. Hiện tại thì con này chúng tôi mới lấy về và hiện tại đang nằm ở khu vực quận 9, thành phố Thủ Đức, đang làm vật liệu xây dựng. Bà con miền Nam, miền Tây, miền Đông đang cần sử dụng cái sản phẩm này thì có thể đến bãi của tôi ở quận 9, thành phố Thủ Đức để tìm cho mình những cái sản phẩm hợp lý, hợp túi tiền, hợp hoàn cảnh và hợp cái kinh tế và gia đình của mình. Trở lại với con này thì nước sơn, zin, xương xích, lá xích, bạc xích đẹp. Quý vị đã sử dụng cái sản phẩm EX200-5 này rồi thì không xa lạ gì với em nó nữa. Sự bền bỉ, thủy lực hơn hẳn những cái dòng cùng loại. Cơ bản thì khi chúng ta mua về thì chúng ta cũng phải chăm chút, rồi chăm sóc như con của mình luôn. Đấy là cái điều kiện để chúng ta làm việc của bè thì tài người quý vị ạ. Như đã nói thì chúng tôi có 3 bãi, 2 bãi ở trên thành phố Buôn Thuật và 1 bãi ở Bình Dương và quận 9. Thì thường ở trên thành phố Buôn Thuật chúng tôi sẽ để từ xe nhỏ, xe to cho đến xe nhỏ, từ xe nhỏ cho đến xe to, từ vài chục cho đến cả tỷ thì chúng tôi đều có cả trên thành phố Buôn Thuật. Ở khu vực Bình Dương thì chúng tôi sẽ tiến hành rút công cũng như là đưa những cái sản phẩm đó về đến trên Tây Nguyên, thì rút ra là chúng tôi về Tây Nguyên hết. Trở lại với cái sản phẩm này thì quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại ở góc trái màn hình video. Còn quý vị mà nhắn tin ở trên kênh YouTube thì mọi người hết sức thông cảm nhé, chúng tôi không để ý được đâu, cho nên mọi người thông cảm. Cứ nhắn tin qua Zalo và gọi điện trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể nhất để cho bà con nhà mình tham khảo. Ở trên cái video này thì chúng tôi chỉ có quay lên để cho quý vị xem cái thủy lực chân chạy, hiểu cái sự bề bỉ của nó thôi. Còn chi tiết nhất thì vẫn là Zalo và gọi điện. Thì quý vị cứ dựa vào đó, quý vị gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể để cho bà con nhà mình tham khảo, đỡ tránh mất thời gian của đôi bên. Thì chúng tôi sẽ để ngay cái giá ở trên cái phần tiêu đề để cho quý vị tham khảo luôn. Bây giờ thì thân ái Quyết Thắng xin chào tất cả quý khách hàng. Mọi người nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi nhiều hơn những sản phẩm mà chúng tôi đang tạo.